Xin chào các bạn, chị là Thanh Hoa. Ngày hôm nay, chị rất vui vì được đồng hành cùng với các bạn trong chuyên mục Audio Văn Học. Hôm nay, chị và các em sẽ cùng đi tìm hiểu về đề bài Phân tích khổ thơ 5, 6, 7, 8, 9 trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Qua đó, nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Tình yêu chính là khúc ca vang đẹp đẽ nhất của trái tim, của tâm hồn. Nếu như ta bắt gặp ở hồn thơ Xuân Diệu là những khúc ca tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt, thì giữa những trông tranh của cuộc đời, trái tim ta lại vô tình xô vào những tiếng thơ yêu giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, ấm áp vô cùng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Sóng khoác lên cho mình câu chuyện tình yêu muôn thuở về nỗi nhớ, sự thủy chung, những trăn trở và khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu. Và lẽ ấy cho chúng ta thấu hiểu hơn vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Điều này được thể hiện rất rõ qua đoạn thơ: Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Xuân Quỳnh là một trong những người viết thơ tình có sức hấp dẫn nhất trong thơ Việt Nam từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Chị chinh phục trái tim bạn đọc bằng một tiếng nói dung dị, chân thành, vừa giàu trực cảm, vừa lắng sâu trải nghiệm. Tình yêu qua ngòi bút Xuân Quỳnh in đậm dấu ấn cái tôi phụ nữ nồng nàn, táo bạo mà vô cùng tha thiết, chân thành. Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng. Và Sóng là bài thơ tình hay nhất của tác giả, được viết vào năm 1967 trong chuyến đi công tác tại vùng biển Diêm Điền, tỉnh Thái Bình, sau được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào năm 1968. Đây là thời điểm cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt và tình yêu đôi lứa thuần túy chưa phải đề tài phổ biến trong thơ ca, nhất lại là tiếng nói của một cái tôi cá nhân đích thực, khao khát tìm kiếm bản thể và khẳng định cá tính. Chính vì thế, Sóng như bông hoa lạ ngay lập tức có được sức sống tự nhiên trong lòng bạn đọc. Nỗi nhớ là câu chuyện của tình yêu, dù chúng ta có đang sống ở đâu, có là ai và ở thời đại nào đi chăng nữa thì ai cũng mang cho mình những nỗi niềm nhớ nhung trong tình yêu mà thôi. Viết về nỗi nhớ, Xuân Quỳnh như đang được sống thọa với trái tim. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Bao đời nay ta vẫn biết sóng là một hiện tượng thiên nhiên xuất hiện khi gió tạo nên những dao động trong nước, ấy là hiện tượng mang tính vĩnh hằng. Con sóng sẽ luôn tồn tại hoặc trên bề mặt, hoặc dưới lòng sâu thăm thẳm của đại dương bao la, và chúng luôn có xu thế hướng vào bờ. Chính định lý muôn thuở ấy nên Xuân Diệu đã có những vần thơ thật âu yếm khi nói về sóng và bờ. Anh xin làm sóng biết, hồn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Xuân Quỳnh cũng mượn câu chuyện yêu muôn đời ấy để bộc bạch trái tim yêu nồng nhiệt của em. Những con sóng đang hăm hở trào dâng, và trong cảm nhận của người phụ nữ muôn thuở, đó là những con sóng đang nhớ bờ cồn cào. Đó cũng là con sóng vì nhớ bờ mà thao thức ngày đêm ào ạt, vỗ bờ như không cần biết đến thời gian. Nỗi nhớ ấy đầy ắp cả không gian, dưới lòng sâu và cả trên mặt nước. Khoảng không gian ấy tưởng như căn phòng hạnh phúc khi nó dẫn đến một liên tưởng ngẫu hứng đầy ý tứ trong sóng ngày đêm không ngủ được.
con sóng thao thức của nỗi nhớ ngày đêm. Nỗi nhớ ấy thật da diết, cồn cào. Nhưng với trái tim của người phụ nữ đang yêu thì bấy nhiêu là không đủ, không thỏa. Thế nên Xuân Quỳnh đã phá vỡ những quy luật về độ dài của một khổ trong cả bài. Phải chăng chỉ khi mở rộng biên độ, khổ thơ mới có thể diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ? Nếu ở 4 câu đầu, Xuân Quỳnh mượn con sóng để diễn tả nỗi nhớ dù đã bao trùm mọi khoảng không thời gian, nhưng vẫn chưa diễn tả hết nỗi nhớ mà em dành cho anh, nên người phụ nữ ấy đã trực tiếp thổ lộ lòng mình. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Xuân Quỳnh đã thật khéo léo và tinh tế khi sử dụng từ lòng em, bởi đó là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người, là nơi ẩn chứa những tình thương yêu vô bờ. Khi chị nói lòng em nhớ đến anh, có nghĩa là em đang dốc cả tâm can của mình để trao gửi nỗi nhớ thương ấy đến anh, tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Vị ngọt ngào, mê đắm của tình yêu lan tỏa trong một câu thơ thật lạ. Cả trong mơ còn thức. Nếu nỗi nhớ mờ của sóng bao trùm, chế ngự cả cái không cùng của thời gian và không gian, thì nỗi nhớ của em dành cho anh lại xâm chiếm toàn bộ thế giới vô biên của tâm hồn. Nỗi nhớ lại mơ hồ trong tiềm thức, nỗi nhớ xâm chiếm cả em, nó hiện hữu trong từng ý nghĩ, nhịp thơ. Không chỉ ở sóng, mà trong thuyền và biển, nỗi nhớ ấy lại một lần nữa rung ngân từng nhịp da diết, cồn cào. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu mong nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Tuy nhiên, trạng thái trong mơ còn thức không chỉ là nỗi nhớ, đó còn như là những dự cảm lo âu của một trái tim phụ nữ luôn khao khát tình yêu và hạnh phúc, nhưng lại có quá nhiều những trải nghiệm đắng cay, một trái tim từng bầm dập đau đớn vì những tổn thương, mất mát trong tình yêu, nên chị luôn lo lắng. Lời yêu mỏng như làn khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Một trái tim luôn xót xa, em đâu dám mong là vĩnh viễn. Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi. Và do vậy, khi người phụ nữ đang yêu mà trong mơ còn thức, thì thức không chỉ để nhớ tới anh, thức còn như để trông giữ tình yêu, để tình yêu không tuột khỏi tầm tay. Chăn trở, lo âu bất ổn luôn là nét tâm lý ám ảnh quen thuộc trong tâm hồn thơ Xuân Quỳnh, cũng là nét riêng tạo nên cái mong manh, xót xa cho tình yêu. Câu chuyện của tình yêu muôn thuở không phải chỉ là riêng nỗi nhớ, mà ở đó còn là khúc ca vang vọng về một khát vọng tình yêu thủy chung. Xuân Quỳnh trải lòng mình với nỗi nhớ, rồi lại ôm vào mình một niềm khát khao về một tình yêu thủy chung. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Chuyện cùng nhau lên Bắc ngược Nam, lên thác xuống gành thì đã có từ thời ca dao. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nhưng có lẽ chỉ đến Xuân Quỳnh ta mới thấy cách đầy ẩn ý như thế. Chị không dùng những quy ước, những tâm thế thuộc lẽ thường như xưa nay ta vẫn dùng. Không phải ngược Bắc xuôi Nam, mà là xuôi Bắc ngược Nam. Chính sự khác biệt này đã hé mở những éo le, trắc trở có thể xảy đến trong tình yêu nói chung và trong tình yêu của chị nói riêng. Nếu Xuân Quỳnh mượn cặp phạm trù đối lập về phương hướng để làm đậm những éo le, xa xôi, cách trở, thì từ dẫu được điệp lại ở đầu câu thơ như để khẳng định bản lĩnh kiên cường của người phụ nữ đang mang trong mình một trái tim yêu mãnh liệt. Cuộc đời này còn ẩn chứa nhiều ngang trái, éo le, cách trở. Thế nhưng, dẫu có ở nơi nào, trái tim ấy vẫn luôn chỉ có một phương để hướng về, đó chính là phương anh. Dẫu đất trời có 4 phương 8 hướng, cuộc đời này có nhiều vất vả, nhọc nhằn, chông gai, thì trái tim em vẫn luôn hướng về anh. Phương có người yêu dấu giữa cuộc đời rộng lớn, giữa vũ trụ bao la. Anh chính là bến bờ hạnh phúc duy nhất để em tìm về. Nỗi nhớ và sự thủy chung trong tình yêu khiến vũ trụ của em không còn đông, tây, nam, bắc mà như được chia đôi. Phương trời có anh đẹp đẽ, tươi sáng, còn mọi phương không anh đều trở nên lạnh lẽo, u buồn. Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại, ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh. Điều này thật giống với những điều Xuân Quỳnh đã từng thủ thỉ trong một bài thơ khác. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào.
chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Yêu là thế, nhớ mong là thế, hứa hẹn một lòng thủy chung đến vậy, nhưng trong tâm tư của người con gái vẫn luôn mang trong mình những suy ngẫm, những trăn trở riêng tư. Không phải chỉ riêng Xuân Quỳnh, mà ở bất cứ trái tim yêu mãnh liệt nào cũng tự mang cho mình những lo âu về tình yêu như vậy. Một lần nữa, em hòa nhập vào sóng để gửi gắm những nỗi niềm suy tư. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Hành trình sóng tìm ra đại dương với biết bao gian khó, nhọc nhằn khi gặp những bão giông, sóng gió. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, những con sóng vẫn vượt qua mọi khó khăn để về đến với bờ, ôm trọn mình với bờ cho thỏa nỗi nhớ nhung. Và em cũng vậy, dù có phải trải qua biết bao khó khăn, éo le, cách trở, em cũng sẽ tìm mọi cách để đến được bên anh, đến với bến đỗ cuộc đời, đến với tình yêu đích thực của mình. Ta có thể thấy, hai câu thơ cuối được thi nhân đảo vị trí như một lời khẳng định chắc chắn, một niềm tin sâu sắc, mãnh liệt vào tình yêu, dù có phải trải qua biết bao khó khăn, nhọc nhằn đi chăng nữa. Niềm tin ấy đã được Xuân Quỳnh nhiều lần nhắc đến. Tay ta nắm lấy tay người, dẫu qua trăm núi, nghìn đồi cũng qua. Thế nhưng, trong lời khẳng định có vẻ chắc chắn ấy, vẫn nhìn thấy trong tứ thơ là chút âu lo, trăn trở rất đàn bà. Ở đoạn thơ này, người đọc có thể cảm nhận được chút vị cay đắng của một người phụ nữ từng trải. Quả đúng là như vậy. Chị từng là người đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân, nên trong thơ chị, ta luôn bắt gặp những dự cảm chia lìa, cách trở. Chính vì yêu nồng nàn thế, yêu sâu sắc thế, mà người con gái lại tự mang cho mình những lo âu, trăn trở về sự trôi chảy của thời gian. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rộng, mây vẫn bay về xa. Cả phạm trù cuộc đời dài đối lập với năm tháng đi qua, biển rộng đối lập với mây bay về xa. Vũ trụ, thời gian là vĩnh hằng, thế nhưng cuộc đời con người lại chỉ là cái hữu hạn. Đứng trước đại dương bao la, trước muôn trùng sóng gió, trước những năm tháng tuổi trẻ, em bỗng lo sợ về sự trôi chảy của thời gian, sự ngắn ngủi mỏng manh của đời người tựa như áng mây phù du. Cảm giác về sự hữu hạn thường khiến con người trở nên bất lực, buồn bã. Xuân Diệu từng sợ chính cái hữu hạn của lòng mình. Cướp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Vì thế, ông Hoàng Thơ Tỉnh đã rục rã. Nhanh lên chứ, vội vàng lên mấy chứ, em ơi, tình non sắp già rồi. Tình yêu là vậy đấy, nhớ thương, mong mỏi, rồi là tự ôm cho mình những nỗi lo âu. Có thể thấy, những nỗi lo âu của Xuân Quỳnh vẫn thường trở đi trở lại trong những trang thơ của chị. Nói như tiến sĩ Chu Văn Sơn thì đây là lúc những suy ngẫm về trái tim đập sau làn áo mỏng, về bàn tay ngón chẳng thon dài luôn sóng sánh trong thơ chị. Những dự cảm về nhà ga của chia ly gặp gỡ, con tàu của khát khao đi hồi hộp mỗi khi về luôn cồn cào trong thơ chị. Những nỗi cỏ dại bị dày xéo, hoa dại bị bỏ quên, mây trắng mải phiêu dạt, lá vàng ngày một thưa, cỏ may thèm giữ mãi, hoa cúc muốn y nguyên luôn khắc khoải trong thơ chị. Càng lo liệu đắp bồi, càng lo âu phấp phỏng, con sóng thơ trong hồn chị càng về sau, càng nặng chiếu những u uẩn của một lòng nữ vốn cả nghĩ cả lo. Đứng trước những nỗi niềm trăn trở âu lo đó, Xuân Quỳnh tìm đến khát khao được sống mãi trong tình yêu, một mong ước đầy nữ tính. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Nếu như Xuân Diệu muốn thâu, muốn cắn, muốn chiếm lĩnh lấy tình yêu, thì ở Xuân Quỳnh, một khát khao, một mong muốn rất riêng, rất nữ tính, đó là được hóa thân, được sống là những con sóng để được trường tồn mãi mãi, được sống mãi trong tình yêu. Cái tôi cá nhân muốn được hóa thân, được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, được hòa vào đại dương để vĩnh viễn hát mãi khúc ca ngàn năm. Trong ý thơ của Xuân Quỳnh, chỉ một từ làm sao, nhưng cũng đủ để ta thấy đáng yêu vô cùng. Dù mai sau này có ra sao, chỉ cần hôm nay em được sống là chính mình, được sống trọn vẹn trong tình yêu. Đặt ở thời điểm ấy, đó có thể là tình yêu tổ quốc. Cái tôi cá nhân
hòa nhập vào tình yêu tổ quốc. Xuân Quỳnh mang trong mình một khát khao đồng điệu tuyệt đích, phá bỏ mọi giới hạn, mọi khoảng cách để sống trọn vẹn với tình yêu trong từng hơi thở nồng nàn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Đọc sóng, ta như thấy hình ảnh của từng cô gái trong đó, mà không phải chỉ riêng Xuân Quỳnh. Tình yêu là câu chuyện của muôn thuở, nó vượt mọi thời gian, mọi không gian, luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ. Thử hỏi, có ai trong tình yêu mà không thương, không nhớ, không mong? Có ai trong tình yêu mà không mang khát vọng thủy chung, khát vọng được sống mãi trong tình yêu đẹp đẽ ấy? Bởi vậy, với sóng, Xuân Quỳnh quả thật là người đàn bà của muôn thuở. Sóng, đó không chỉ là cuộc tình, mà đó là cả cuộc đời. Qua từng ý thơ của Xuân Quỳnh, người thi sĩ ấy không phải chỉ gửi riêng nỗi niềm của mình, mà còn là nỗi niềm của mọi cô gái, mọi trái tim yêu. Có những nỗi nhớ trào dâng trong lòng khi nhớ thương một người, có niềm tin vững chắc vào tình yêu của chúng ta, dù phải cùng nhau vượt qua muôn trùng khó khăn, vất vả. Có những lo lắng, trăn trở trong những tháng ngày xa cách, thế nhưng vượt lên trên tất cả những cảm xúc thường thấy ấy là một khát vọng hướng tới sự thủy chung trong tình yêu và khát vọng hóa thân để vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình. Những cảm xúc ấy, niềm mong mỏi ấy đâu phải chỉ của riêng Xuân Quỳnh, đó là niềm mong mỏi của biết bao trái tim người con gái đang yêu hay mong chờ một tình yêu. Viết ra những điều máu thịt ấy, Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở. Không dùng quá nhiều biện pháp tu từ nghệ thuật, sóng cứ đến với người đọc một cách nhẹ nhàng, rào rạt. Chỉ với cặp hình tượng sóng, em, trải dài xuyên suốt bài thơ, khi thì hòa nhân, khi thì tách riêng để nói ra tiếng lòng mình, rồi lại khi hóa lại hóa thân để trường tồn mãi với thời gian. Không cầu kỳ, nhưng sóng đến với người đọc bằng sự chân thành, bằng những gì giản dị, chân thành nhất, bằng những câu chuyện muôn thuở trăm năm trong tình yêu. Vậy nên, sóng luôn là người bạn tâm giao của mọi người, mọi thế hệ, tạo nên sức sống trường tồn, muôn thuở. Vậy mới thấy, không phải tự nhiên mà tiến sĩ Chu Văn Sơn có những nhận xét như vậy về Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở. Không dữ dội, mãnh liệt như Xuân Diệu, cứ nhẹ nhàng, cứ giản dị mà sâu lắng, Xuân Quỳnh lại mang cho mình những nét riêng rất nữ tính. Sóng chính là khúc ca vang của tình yêu giản dị mà sâu sắc vô cùng. Người đàn bà muôn thuở ấy đã thổi hồn vào sóng, mang đến cho sóng nguồn sức sống bất diệt trong mọi hoàn cảnh, mọi không gian, mọi thời gian, để dù cho mai về sau, bất cứ thế hệ nào cũng sẽ luôn hát lên bài ca tình yêu xôn xao này. Sóng đã giúp Xuân Quỳnh ghi dấu ấn đậm sâu của mình vào trong trái tim độc giả. Và vị trí ấy của Xuân Quỳnh dường như mỗi chúng ta hôm nay ở đây cũng đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn cả một bến bờ để sóng Xuân Quỳnh tìm về vỗ mãi. Xin cảm ơn các em đã cùng đồng hành với chị trong chuyên mục audio văn học ngày hôm nay. Chúc em có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các em vào những chuyên mục audio văn học vào những lần sau.